Thầy ơi, người không xuất gia thì nên hành pháp lý như thế nào? Con thấy các thầy nói có những câu từ khó cho người muốn nghe pháp giáo pháp. Sư không biết là sư có nói những cái từ gì mà quý vị khó cho cái người muốn nghe giáo pháp. Pháp thì đương nhiên là nó không có khinh truyền, tức là mình không có nói pháp bừa, mà một vị sư lớn hơn sư, một cái vị phàm tê lớn hơn sư bây giờ đó không còn nữa, vị đó nói như thế này: đừng có đi buôn pháp dạo, tức là mình không có chạy chỗ này mình chạy chỗ kia để mình buôn giáo pháp. Mình lấy pháp giống như là một cái giống như một cái hàng, một cái sạp kẹo kéo mà mình đi mình bán dạo vậy đó, thì không có nên. Tức là pháp không có khinh truyền, thấy người nào đó phù hợp thích hợp thì mình mới nói pháp, chứ không phải là cứ bạ ai mình cũng phang ra mà mình nói. Cho nên là sư không biết là tại sao quý vị lại nói cái câu là con thấy các thầy nói có những câu từ khó cho người muốn nghe pháp, thì sư không hiểu. Nhưng mà với ý kiến của sư thì pháp thì không có khinh truyền, nhưng không có nghĩa là mình không có truyền pháp. Bản bản thân sư thì quý vị thấy đó, trong cái danh sách pháp của sư, sư nói rất là nhiều. Sư nói rất là nhiều. Rồi khi mà quý vị không xuất gia đó, có những cái phương pháp quý vị cần thực hành, có thể thực hành như thế này. Thứ nhất là quý vị phải học giáo lý. Phải học giáo lý thì khi đó mình mới có cái chánh tri kiến. Và khi mà mình có chánh tri kiến, cái việc tiếp cận với những phương pháp thực hành, mình mới biết được là cái phương pháp thực hành đó nó có chính xác hay không. Và cái người mà dạy mình, cái người hướng dẫn mình ấy, có chính xác hay không. Chứ còn nếu như mà mình không có học những cái lớp kinh tạng ấy, thì rất là khó, bởi vì nền tảng giáo lý mình cũng không có vững, mình không có. Cái thứ hai đó là khi mà nói về những cái từ ngữ chuyên môn thì mình cũng không có hiểu. Ví dụ như là khi mà nói những cái truyền cái, quý vị có hiểu truyền cái là cái gì không? Ví dụ như mà quý vị học đạo nhiều, quý vị nghe nhiều, quý vị sẽ hiểu. Nhưng mà cái người mới toanh thì không lẽ bây giờ vị thiền sư giảng tới đâu là bắt đầu là phải giải thích từ ngữ, từng chữ tới đó, thì nó rất là mệt. Đấy, cho nên đầu tiên là chúng ta nên học những cái lớp kinh tạng ha, học những lớp kinh tạng. Tiếp theo ấy, có những cái pháp hành mà người tại gia cư sĩ nên thực hành thường xuyên. Đầu tiên, quý vị nên thực hành cái hạnh bố thí. Nhất là trong cái mùa dịch như thế này, tập cái lòng hào sảng, chia sẻ, gọi là lá lành đùm lá rách. Mình cho được cái gì mình cho, mình giúp được cái gì mình giúp. Cho đây đó, nó có nhiều cách để cho. Thứ nhất là mình cho tài sản, nếu có tài sản thì mình cho tài sản. Còn nếu như sư nói mình nghèo quá thì sao, không lẽ bây giờ mình nghèo tới mức độ mà cơm thừa canh cặn mà mình không có, tới cái mức không lẽ ăn cơm xong là mình phải lấy lưỡi mà mình liếm cái chén, tại vì đói quá phải liếm cái chén, rồi liếm dĩa, rồi liếm tô, rồi liếm nồi, nó không, nó sạch sẽ không còn cái gì hết, thì nghèo như vậy thì nó quá đáng. Mà suy nghĩ là hầu hết chúng ta không có nghèo tới mức đó đâu, không có nghèo tới mức đó đâu. Thì chúng ta muốn, ví dụ như là đồ ăn dư thừa, quý vị có thể đem cho con chó, con mèo, nó cũng là công đức. Hoặc là nếu như quý vị đem, quý vị đổ bỏ, quý vị bỏ, mà bỏ với cái suy nghĩ là sẽ có những cái con này con kia, nhờ như vậy mà nó được no, thì như vậy quý vị cũng có công đức ha. Đầu tiên là chúng ta bố thí bằng vật chất. Cái thứ hai là chúng ta có thể bố thí bằng cái sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như có những cái công việc thiện nguyện, như là bây giờ đó có những cái người thiện nguyện để giúp cho cái chương trình chống dịch nè, hoặc là khi mà tới mùa lũ, hoặc là những cái đại loại như vậy, thì quý vị có thể góp công sức ra, bỏ công sức ra, thì quý vị được cái phước phục vụ ha, và quý vị cũng có được cái phước bố thí, tức là quý vị bố thí cái sức khỏe của quý vị đó. Hôm rồi sư thấy một cô, sư không biết là cô gì, nhưng mà họ mặc cái nói chung là khi mà sư nhìn những cái con người
mà thiện nguyện á, mà họ mặc cái bộ đồ kín mít, họ nằm dài ở trên đường rất là mệt, và có những người là họ xỉu. Nói thiệt chứ mình đi cách ly đó, giả sử mình đi cách ly mình bị bệnh đó, mình còn có chỗ mình nằm, còn có đồ ăn thức uống, còn chăm sóc, mình còn nghỉ ngơi. Chứ còn những cái con người phục vụ đó, thì họ không có ngơi nghỉ và họ bị đuối sức, họ xuống sức, thì đó là những cái rất là đáng quý. Cho nên nếu quý vị được thì quý vị có thể thực hành đấy. Rồi thứ hai đó là quý vị nên giữ giới, đừng có nghĩ cái chuyện giữ giới là nó là cái gì nó thấp kém. Xin thưa đó, tất cả các nền tảng của thiện pháp đều phải dựa trên nền tảng của giới hạnh. Nếu quý vị không có giới hạnh, quý vị đừng nói gì tới cái chuyện tu thiền. Không có giới, quý vị đừng nói gì đến cái chuyện gì làm bất kỳ một cái thiện pháp nào hết. Bởi vì sao? Đức Phật nói đó, tức giống như tất cả các cái cây đều với nương tựa vào đất, tất cả chúng sanh đều nương tựa vào đất cũng vậy, tất cả những phước thiện, tất cả những điều lành đều nương tựa vào giới hạnh. Do đó quý vị thực hành, quý vị giữ giới thì đó là cái rất là khó có được. Cho nên cái việc đầu thứ hai mà quý vị cần làm đó là giữ giới giùm sư. Cái thứ ba quý vị cần làm, thực hành rải tâm từ, thực hành cái hạnh từ tâm. Cái phương pháp rải tâm từ sư đã có hướng dẫn ở trên YouTube, cái trong lớp và Phật pháp nền tảng, quý vị mở ra quý vị sẽ xem là sư đã có hướng dẫn cách rải tâm từ rồi. Rồi ngoài ra đó, còn nếu như mà quý vị muốn nữa, quý vị có thể thực hành cái phương pháp là phương pháp tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên. Sư cũng có nói ở trên cái lớp Phật pháp nền tảng, chỉ có là cái tùy niệm tăng thì hình như là sư chưa có nói, sư chưa có dạy thôi, còn mấy cái kia là đã có hết rồi. Rồi tùy niệm sự chết, niệm sự chết thì đó là những phương pháp thích hợp cho người tại gia cư sĩ, nhưng mà nên thực hành theo tuần tự. Đầu tiên là phải bố thí, thứ hai là phải giữ giới, rồi mới tính tới cái chuyện hành thiền.